Thì sinh Tuấn Đức giới thiệu cho các bạn cái tiểu nam là AU 431 VR thưa các bạn. AU 431 VR. AU 431 VR thưa các bạn nhé. Aquasmic chống bám bẩn, chống cặn bẩn. Cái này kết hợp với Cavan là OK 100 SET nhé. Tôi tự giới thiệu cho các bạn, thì tôi sẽ giới thiệu cụ thể sau. Nói chung khi lắp đặt lên là như thế này. Các bạn có thể vào trang tdm.vn nhé các bạn nhé, để biết thêm chi tiết về cái sản phẩm này. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn để lắp đặt chiếc van nào cho độ xả tiểu nào cho phù hợp. Bên trong trang tdm.vn. Và liên hệ số điện thoại dưới video này, chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn. Cảm ơn các bạn.